Bạn thích make up nhưng lại ngại tẩy trang, đừng như vậy chứ, hãy cùng mình tẩy trang thật là sạch để bảo vệ da nào. Mình đã trở lại với các bạn rồi đây. Và hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn những sản phẩm tẩy trang mà mình yêu thích nhất, có mức giá từ bình dân cho đến cao cấp. Và lý do mà mình làm video này là bởi vì mình thấy có rất là nhiều bạn bỏ qua bước tẩy trang, hoặc là tẩy trang rất là sơ sài, chỉ rửa mặt với sữa rửa mặt thôi. Thì như vậy làm sao có thể làm sạch được những cái lớp make up ở trên da nhỉ? Đến lúc đó thì da lại bị mụn, bị xấu đi, thì lại nói là không biết lý do tại sao mình vẫn rửa mặt đồ này nọ mà da lại bị xấu như vậy. Thì cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó cả. Cho nên là hôm nay mình sẽ làm hẳn một cái video về những sản phẩm tẩy trang cho các bạn có thể tham khảo. Vì thật sự mà nói, ở trên thị trường có rất là nhiều loại tẩy trang khác nhau. Nào là nước tẩy trang, dầu tẩy trang, khăn giấy tẩy trang, sáp tẩy trang. Và trong đó thì sẽ có những cái sản phẩm tẩy trang chuyên dụng nhìn cho mắt môi hay là cả gương mặt, và cả những cái sản phẩm tẩy trang dành cho các sản phẩm make up chống nước. Ngay cả những bạn mà có làn da nhạy cảm thì vẫn sẽ có các loại tẩy trang dành cho các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn sâu hơn về các sản phẩm tẩy trang đó. Mời các bạn cùng xem video sẽ có thể tham khảo được nhiều thông tin, và mình nghĩ là nó sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn trong việc lựa chọn các sản phẩm tẩy trang. Đây là những sản phẩm tẩy trang mà mình sắp giới thiệu với các bạn trong video này, được mua ở trên Sen Đỏ vào dịp sale 10 tháng 10 này nhé. Mở màn cho video của mình sẽ là sản phẩm tẩy trang Simple Micellar Cleansing Water. Thì đây là một cái dòng sản phẩm phải gọi là chân ái dành cho những bạn có làn da nhạy cảm. Tại vì đúng như cái tên gọi của em này là Simple, đơn giản. Những bạn nào có làn da nhạy cảm thì sẽ yêu cầu đòi hỏi những cái dòng sản phẩm make up skincare có thành phần an toàn, lành tính và không có quá nhiều hóa chất gây ảnh hưởng đến da, kích ứng da. Thì các dòng sản phẩm của Simple đáp ứng được điều đó. Sản phẩm có chứa thành phần tốt cho da như là vitamin B3, vitamin C và nước tinh lọc 3 lần nên có thể phù hợp với mọi loại da. Đặc biệt là sản phẩm không có chứa hương liệu nhân tạo, phẩm màu, thuốc nhuộm hay là hóa chất gây gắt để có thể gây kích ứng da. Các bạn có thể yên tâm khi mình sử dụng cái sản phẩm này. Cho một ít nước tẩy trang vào lòng bàn tay thì bạn có thể thấy rõ là nó không khác gì so với nước bình thường cả. Trong suốt và gần như là không có mùi. Và để các bạn có thể thấy rõ hơn về hiệu quả tẩy trang của từng loại thì bây giờ mình sẽ sử dụng nhiều cái sản phẩm make up khác nhau. Trong đó có cả những cái sản phẩm thông thường dễ tẩy trang và cả những cái sản phẩm chống nước khó tẩy trang. Các sản phẩm này thì mình sẽ bôi lần lượt thành một hàng dài ở trên tay để khi mà sử dụng cái tẩy trang thì các bạn có thể dễ dàng so sánh với nhau hơn. Mình bắt đầu với tẩy trang Simple Micellar Cleansing Water. Thì loại này là dành cho da mặt, tẩy trang và cấp ẩm. Tuy nhiên nó không dành cho vùng da ở mắt, cho nên là nếu các bạn để dính vào mắt thì nên rửa lại thật sạch với nước nha. Mình dùng miếng bông tẩy trang để lau qua một lần thì các bạn có thể thấy là với những cái lớp kem nền, che khuyết điểm hay là phấn mắt và son thì có thể dễ dàng tẩy sạch được chỉ với một lần lau. Còn với những cái loại như là chì, kẻ lông mày hay là bút kẻ mắt dạng không trôi thì nó sẽ không thể tẩy được. Để nhớ xem, mình mua em này trên Sen Đỏ với giá gốc là 109k, thì khi đó mình có áp dụng một cái voucher giảm giá 30k. Vậy thì tính ra mình mua em này chỉ với giá 79k thôi, tiết kiệm được 30k so với giá thị trường. Nếu mà bạn nào chưa biết về cái ứng dụng Sen Đỏ thì mình cũng sẽ nói luôn, đây là một cái ứng dụng mua sắm trực tuyến rất là phổ biến ở Việt Nam mình. Thì trên này nó có rất là nhiều các mặt hàng đa dạng, từ đồ điện tử, đồ gia dụng, thời trang, quần áo, giày dép, rồi là chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, make up, đồ cái gì cũng có cả. Thì bạn chỉ việc tải cái ứng dụng này về điện thoại và sau đó thì mình đặt mua, người ta sẽ giao đến tận nhà cho mình. Thì các bạn hãy xem đến cuối video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái chương trình khuyến mãi và những cái ưu đãi khi mà các bạn mua hàng trên Sen Đỏ vào cái thời điểm này. Nhân vật tiếp theo của video cũng là một sản phẩm của Simple Dual Effect Eye Makeup Remover. Sản phẩm tẩy trang dạng dầu chuyên dùng cho mắt môi với gấp đôi khả năng làm sạch và bất chấp cả những cái sản phẩm kẻ mắt lâu trôi, mascara chống nước hay là son không trôi. Mình mua chai tẩy trang này trên Sen Đỏ với giá tầm khoảng 315k và mình dùng cái loại này rất là thường xuyên, cho nên là bây giờ chỉ còn khoảng 1/3 chai thôi.
tẩy trang dạng dầu nhưng mà nó trong suốt giống như nước và hầu như là không có mùi. Nếu mà bạn nào để ý kỹ lắm thì cũng chỉ nghe một cái mùi nhẹ nhẹ của nước tẩy trang thôi. Mình sẽ cho một ít dầu tẩy trang lên trên một miếng bông và sau đó thì sẽ dùng nó để lau qua thử xem là nó có thực sự làm sạch được những vết makeup mà mình đã bôi lên trên da tay hay không. Chỉ lau một lần thôi thì các bạn có thể thấy là các vết makeup đã gần như là sạch hoàn toàn và mình chỉ cần lau lại một lần nữa thôi là hầu như không còn sót lại một vết tích gì cả. Vùng da mắt rất là nhạy cảm, tuy nhiên thì sản phẩm này tẩy một cách rất là nhẹ nhàng, không gây rát da và cũng không hề cay mắt. Và thứ ba là khăn ướt tẩy trang cũng là anh em một nhà symbol. Sản phẩm được đóng gói trong một cái túi nhựa cũng giống như những túi khăn giấy ướt thông thường khác. Mình mua có giá là 230k cho một túi gồm 25 miếng khăn ướt. Khăn ướt được làm từ sợi sơ mềm, không chứa cồn và thoang thoảng mùi của nước tẩy trang nhẹ nhẹ. Khăn ướt tẩy trang sẽ nhẹ nhàng tẩy hết tất cả các lớp makeup cho dù là khó trôi nhất ở trên da. Tẩy trang kiểu khăn ướt như thế này thì nó rất là tiện lợi và dễ sử dụng. Bạn có thể dễ dàng mang theo mọi lúc mọi nơi và để trong túi và dùng khi nào mà bạn cần thôi. Thì mặc dù có rất là nhiều các loại tẩy trang khác nhau rồi nhưng mà mình vẫn mua một em này bởi vì cái tính tiện lợi của nó. Và bây giờ thì tạm gác các sản phẩm này qua một bên đi. Mình sẽ tiếp tục video với những cái sản phẩm tẩy trang khác cao cấp hơn đến từ thương hiệu Clinique. Đây là hai bé tẩy trang Clinique size mini mà mình được tặng kèm khi mà mua bộ chăm sóc da Clinique. Thì khi nào mà dùng hết hai em này rồi thì mình sẽ chuyển qua mua size lớn để về dùng tiếp. Tẩy trang dạng dầu Clinique Take The Day Off Makeup Remover chai mini như thế này thì có giá tầm khoảng 150. Còn nếu mà bạn nào mua chai lớn 125ml sẽ có giá là 500k nha. Sản phẩm tẩy trang chuyên dụng cho vùng da mắt và môi, đây là những vùng da rất là nhạy cảm và dễ bị kích ứng, cho nên là thành phần chính của nước tẩy trang Clinique là silicone trong nước. Nó sẽ giúp tẩy sạch những cái sản phẩm lâu trôi và cứng đầu nhất, đồng thời sẽ làm mềm da và tăng cường độ ẩm cho vùng da được tẩy trang. Dầu tẩy trang dạng lỏng, không màu và có mùi nhẹ nhẹ, thoang thoảng mùi nước tẩy trang. Cho dù là sản phẩm makeup có khó tẩy trang đến mấy thì cũng sẽ tự động biến mất sau 1 đến 2 lần lau bằng nước tẩy trang Clinique. Điều chắc chắn là sản phẩm cực kỳ an toàn và không gây kích ứng da, không gây sót mắt. Đây là sản phẩm tẩy trang dạng sáp của Clinique có giá là 150k cho một lọ size mini như thế này. Còn với lọ lớn hơn 125ml sẽ có giá là 566k. Sáp tẩy trang thực sự là khắc tinh của các dòng mỹ phẩm siêu lì, lâu trôi và kháng nước. Cách sử dụng thì chúng ta sẽ dùng một cái gạt nhỏ hoặc là một cái bông tăm để lấy một lượng sáp ra và sau đó thì mình sẽ xoa đều nó ra, nó sẽ tan ra kiểu giống như là nước và trong cái quá trình đó thì nó sẽ làm sạch hết những cái lớp makeup, những cái lớp mỹ phẩm ở trên da. Nhiều bạn e ngại việc sử dụng sáp tẩy trang sẽ làm bào mòn da, tuy nhiên sáp tẩy trang của Clinique thì hoàn toàn không hề bào mòn da, nó thích hợp với mọi loại da và kể cả da nhạy cảm. Các bạn lưu ý tránh dùng sáp tẩy trang trên các vùng da có vết thương hở. Các bạn ơi, đừng quên một điều đặc biệt là hiện đang có chương trình Sen Đỏ 10 tháng 10 giá nhỏ sale to diễn ra từ ngày 2 đến ngày 10 tháng 10. Nếu như bạn nào thường xuyên sử dụng ứng dụng Sen Đỏ để mua sắm trực tuyến thì khi mà mở ứng dụng lên cũng sẽ thấy thông báo rồi. Tuy nhiên thì mình vẫn muốn nhắc thêm cho những bạn nào chưa biết đó là trong cái chương trình này sẽ có nhiều ưu đãi, ví dụ như là free ship 0 đồng. Thì thông thường nếu các bạn mua hàng online thì sẽ có cái phí ship dao động tầm khoảng vài chục ngàn đó. Thì những bạn nào mà đặt mua trên Sen Đỏ vào thời điểm này sẽ được free ship hoàn toàn luôn. Chúng ta sẽ tiết kiệm được vài chục ngàn lận đó, không phải dễ gì đâu nha. Kèm theo đó sẽ có chương trình flash sale 10k, nghĩa là những cái sản phẩm với giá gốc rất là cao mà người ta chỉ bán nó với giá 10k thôi. Thật sự là chỉ có 10k thôi đó các bạn, mình đã mua được vài sản phẩm chỉ có mức giá 10k. Tuy nhiên thì phải rất là nhanh tay, tại vì số lượng có hạn mà rất là nhiều người canh để mua. Cho nên là chúng ta phải thật nhanh tay thì mới có thể mua được những cái sản phẩm flash sale 10k thôi. Thì những cái sản phẩm mà mình mua được gồm có là son dưỡng trị thâm môi DST Lip Cream của Nhật Bản, sản phẩm có giá gốc là 175k. Và em này về với đội của mình chỉ với 10k thôi, trời ơi không thể tin được là mình tiết kiệm tới 165k lần đó. Tiếp theo là nước tẩy trang Senka có giá gốc là 85k. Và cuối cùng là kem chống nắng L'Oreal Paris có giá gốc là 134k. Và mỗi sản phẩm này mình mua flash sale với giá là 10k. Tới bây giờ mình vẫn không thể tin được là sao mình lại có thể mua được với mức giá này nhỉ. Nếu mà bạn nào đã từng mua được các sản phẩm flash sale với giá rẻ như vậy thì hãy comment ở bên dưới để chúng ta có thể nhìn thấy nhau.
Đặc biệt nhất và quan trọng nhất không thể nào bỏ lỡ đó chính là game vòng xoay nửa giá trên Sen Đỏ. Thì cái game này nó rất là dễ chơi luôn, các bạn chỉ cần xoay 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 thôi là đã có thể trúng được 100% các voucher giảm giá. Thì hôm trước mình thấy có một bạn nào đó trúng được cái voucher mua chiếc Honda Vision có giá hơn 29 triệu mà bạn nói mua chỉ với 14 triệu thôi. Trời ơi, thật không thể tin được, sao mà con nhà người ta lại may mắn đến như vậy nhỉ? Không biết bao giờ thần may mắn mới mỉm cười với mình. Thôi cứ hy vọng. Và như thường lệ thì mình sẽ để đường link của các sản phẩm vừa rồi ở trong phần mô tả của video này. Các bạn có thể bấm vào đó để xem thêm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, đồng hành và ủng hộ kênh Yêu Làm Đẹp của mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye.